ơi. À, bữa nay chưa nó, trời nó lạnh lạnh là lạnh nè, mình đi vô cải về mình nấu mì mình ăn nha cả nhà. Tên mì không? Nhà có rau thật là thích nha. Muốn ăn cái gà hái ăn các bạn. Nổi đi vô mua cho lâu lắm. Mình lựa mấy cái cải mà cọng bự mình ăn trước nha các bạn, để tranh thủ để thôi nó già hết. Mình nhiêu đem đủ ăn mì nha mà. Ra ổ dịch mình kiếm vài cái trứng vịt nha mà. Giờ mình đi vô nhà mình làm trứng nha các bạn. Đó, bông của mình hôm bữa nè. Đó, giờ cây đã lên cao hết rồi đó. Nấu hành đi vô nha các bạn. Cái này có kia cho nó ngon. Ồ, sao mình lấy hết luôn hả vàng? Hết à, mình đi. Mình để dành lại cho nó đẻ tiếp. Ôi, trứng vàng kìa. Trời, trứng vàng luôn hả? Trứng màu xanh quá. Trứng màu xanh kìa. Lụm luôn đi. Đó, nhiều đem vàng mì đủ rồi. Bỏ vô cầm hơi bể á. Nước sôi rồi mình đập trứng bỏ vô nha bạn. Nè, lâu lâu con mua cái hộp sóc con để cho nó đẻ trứng nha. Đây muốn ăn mấy trứng? Ồ, hai cái chồng đỏ cả. Ồ, cái trứng này hai chồng đỏ luôn. Ồ, mấy con. Nó ra là mình nấu ở trong nhà, mình đem ra đây mình ngồi ăn cũng được nữa. Nhưng mà ra đây nó sáng á. Có thấy trên mạng. Mình quay cho nó đẹp rồi với lại á, ngồi ăn cho nó thoải mái nữa các bạn. Thấy người ta trên mạng á. Với gầy Noel cái bắt đầu trời tiết lạnh lạnh nên nấu mì nóng. Ồ, nãy là trứng đôi không luôn các bạn. Làm dạng như lẩu vậy đó, mình ăn cho nó ấm người. À, tại kiếm món ấm nóng dễ ăn cho nó ấm. Cỡ gà Noel mà ông chờ ông nắng không nổi luôn. Nãy Noel rồi. Ồ, nãy giờ trứng đôi nhiều lắm các bạn. Tả gì đâu á, công nhận vịt mình nuôi trứng này ngon thiệt ha. Đẻ hai trong đó. Đây hai nó đặt nó hai trong đó nè. Con kỳ lộc. Con muốn từng lộc hả? Là gì có từng lộc ngoài. Hai cái chồng đỏ nữa là ở Việt Nam làm gì có từng lọc, có từng lọc da kìa nè, từng lọc nè, hơi cho bò xuống cho con cởi nè. Hơi cho làm từng lọc cho con cởi đó, hai chồng đỏ nữa. Ôi, một cái trứng nào là đáng cái trứng đó nghe các bạn, toàn là trứng đôi luôn đó. Quá trời đẹp luôn nè. Nè ơi, trứng hồng đỏ kìa. Trứng hồng đỏ bên trong giờ nhiêu vậy được ha, không liếm nữa rồi. Nào mình ăn thêm nữa thì mình đập tiếp. À, mình chờ cho trứng chín chút cái mình bỏ rau vô nha các bạn. Cho bỏ trứng này đi, không bỏ tàu hũ nổi vô luôn được. Cho nó nóng. Vớt bọt cái. Cho nó vô các bạn. Giờ trứng mình nó đặt rồi. Cải vô. Mình bỏ thêm bắp cải mua nữa nha các bạn. Để thêm bắp cải mua nữa. Tôi tại có vì này nhà có mình kia. Trồng bắp cải không được. Mình phải bỏ cải vô. Điên điên điên. Ngon quá kìa, cái chảo rau các bạn ơi. Quá trời rau. Cái này chủ yếu mình ăn rau hay mì ít. Ăn cho có chất xơ. Mình nêm nếm gia vị rồi xong giờ mình bỏ mấy cái gia vị nữa hết nha các bạn. Bỏ hành rau nè. Rồi thêm vài miếng tàu hũ nữa cho nó ngon. Tàu phớ. Đậu hũ. Đậu hũ. Đậu hũ. Rồi. Rồi, xong trộn lên cho chín rồi. Mấy gà lâu không nấu ăn, cái bữa nay nấu ăn thấy nó cứng đờ. Master Chief à. Lấy hết thèm. Tay ăn gì ăn nỉa ha. Rồi sau khi mì chín rồi đó thì bây giờ anh cho con ăn đi. Tay ăn con bò hay ăn cái bông? Ăn cái trứng.
chưa con ăn tôm bò hay tô bông? Tô cái bao mà. Để cả nhà mình cũng vô luôn, mình cũng ăn luôn, mình thấy đã quá. Ngon chưa? Nè, có tay nè. Vậy thay đổi cho mẹ. Vậy cũng được hả? À, phải tô này nữa được không? Tô này mới được. Ồ, ăn rau không? Tay ăn rau không? Nó lạnh lạnh mà khói lên nghi ngút luôn. Thôi con ăn rau đi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà con nghỉ về chờ vợ chồng mình nha. Tay của tay đây. Cà mời ông bà cô chú ăn, ăn mì cà. Mời ông bà cô chú ăn. Bưng cái tô lên. Mời ông bà cô chú cùng ăn mì với con nha. Mời ông bà cô chú ăn mì với con nha. Để à, nước mắm dầm ớt vô cho nó thiệt là cay. Trời thời tiết lạnh lạnh nè, ăn mì nè, nóng nè, ăn ngon nè. Trời tiết là ông già Noel đó. Ừ, ông già Noel. Ngon quá. Hối quá trời ớt. Mùi ớt cay, mùi hối. Ừ, ớt ngon. Ăn nó là ớt nồng, nồng cay. Nồng cay hả? Ừ. Nó ớt mà sao hối được, nó thơm lắm. Chấm chấm nước mắm ớt. Giờ lạnh rồi chấm dầm ớt cho cay cay ăn cho nó ấm người. Mẹ ơi, có lòng đổi không nè. Mẹ mơ các bạn ơi. Ông bà cô chú. Cô chú à. Cô chú cũng có mấy bạn học sinh sao vậy? Mấy bạn ơi. Không. Thế hả? Ừ. Hai cái nĩa hả? Một đó. Cái gì? Một cái nĩa, hai đũa. Hai đũa hả mẹ? Ừ. Hai đũa. Đúng rồi. Hỏi không? Nóng hỏi. À. Mình ăn nóng rồi nó mới ấm. Nó mới ấm người. Ấm nữa rồi. Ừ. Mà bạn trứng à? Mà ăn trứng mà chấm nước mắm cay như vậy. Ăn cay cho nó ấm. À được. Con thấy lạnh nào? Dạ lạnh. Em đừng có hỏi mẹ nha. Mẹ đừng có yên tâm đi. Đó. Lá mẹ chứ cha cộng già kéo ra. Nó xỉu. Ăn này cảm giác sao? Ngon. Trời ơi, ngon ngọt. Cái lạnh lạnh nó mình ăn cái khói miệng móc ra ấm. Mà ăn nghe. Trời lạnh mình ăn nghe trong miệng mình nghe nó không có lạnh, không có nóng hùng. Ăn hơi ấm ấm ấm. Ôi, hút hút luôn. Mẹ em vô đi giúp con đi. Có đâu hồi nãy tại vì á mấy con gà nó mổ lúa quá trời đi á thì mẹ phải đi đuổi chứ. Cái gì vậy? Xứng đi hả? Nghiệp quá à. Xuất ra chút đi. Không phải xứng dần nãy nó làm à. Thấy nó xuất ra. Nè khỏi bóc hết. À, có tay nguội chưa? Nguội rồi, có nguội ăn đi con. Vô nè, vô nè. Vô. Vô. Vô.
ăn sáng ăn miếng tàu thì ngon lắm, nó mình cân luôn. Nãy ăn có ăn miếng rồi, nó mịn, nó mềm, mềm thơm. Anh này bán đậu hũ ngon thiệt. Không được ơi, đậu hũ là ngon mà. Ừ, đó là bộ. Ừ. Mịn cũng ngon. Cái bây giờ mình chưa đem một phút nữa. Ừ. Và hay mùi lợi đó. Trời này còn tốt ha, cái nắng nó cứ ấm ấm, ấm ấm, ấm chứ nó không có nắng đó. Đi lên nước. Rồi chưa kịp lấy nước thì cho làm luôn. Ngon quá. Nè trời lạnh ăn này đúng bài luôn. Nó không hết ăn gà. Lên khói mình ngút luôn. Gà tốt thì sức khỏe mà. Gà rồi con. Lấy cũng gà được rồi, làm gì mà đưa hết ngày rồi. Thức mồ hôi chưa? Ăn chung như nít nó hơi lù bù chút xíu nha các bạn cảm nha. Mình được cái là ấm cúng lắm. Nó đổ nó mịn cân luôn, cái cân gì đâu. Hai cân lên được rồi. Cái nè. Vậy. Nè. Con lụm nó đi. Cọng mì nó dài quá mà. Khó gì ngút con đã gì đâu. Trứng nha bạn. Sáng có gì gặp không? Nước quá là nước quá nước rồi, rạm dưới. Hồi sáng mình thấy nó lạnh quá lạnh. Gà diện lúa nước vô rồi, nó ngập ruộng chân. Không có chỗ gài. Qua đây em hút nước chân. Giá là ngon. Cũng tại đây chứ ai không nhắc chưa. Em nhắc mẹ đâu có nhắc đâu. Không nhắc mẹ ơi, mẹ quên em hút cái nước cho con rồi. Cầm phụ mẹ. Này mình đâu phải trong nhà đâu. Mình đúng hoài về sân hàng. Con quay ra đây con uống đi. Dạ. Ra đây con uống nước đi. Nước vừa ông mày luôn. Đúng rồi. Con ở đó ăn mày cha lấy thêm. Đúng rồi. Nào con ăn đi, con kia cha lấy. Cái ngọt ngọt nữa à. Uống được không? Thấy cái miệng tém tém nước đá. Đâu tém đâu, đâu tém nước đá đâu, cô uống phẹt phẹt phẹt. Gì đó hả? Còn kéo kéo đi không? Thì kéo nó ra chưa uống nó đã. Phải sợ ê găng. Tao cũng sợ ê găng. Quá trời, bữa nay chả mì này ăn một chim luôn. Hết thảy luôn. Ngon hết thảy luôn. Ngon nhức nách luôn hả? Vậy ăn xong lát đi mua thuốc nhức nách uống vô nha. Nãy con mới uống thuốc rồi đó. Nghĩa hả? Uống thuốc giờ sao còn nhức nách nữa? Tại vì mì ngon quá hả? Mì ngon mới nhức nách chứ.
Tại vì ta bỏ ớt vô. Về lạnh nóng ớt cho nó cay cho nó ấm. Sao nãy giờ anh có nghe mùi cái vị nó gì không? Mùi táo. Mùi cay đúng không? Mà tại vì nó sắc nước. Nó sắc nước rồi đó. Nữa không? Cho gấp thêm. Nó lấy trứng nha. Đúng rồi. Nó hủ không? Không. Nó đâu biết ăn tàu hủ đâu. Anh đâu biết ăn tàu hủ đâu. Nó đắng ngát à. Chủ yếu của bé dâu tây nhà mình là chỉ ăn trứng thôi các bạn. Chỉ ăn mì không có gì. Thích ăn trứng. Hả? Trứng gì mà dài dữ vậy? Hai cái đó. Dạ, mét hai, luôn. Hai cái chồng đỏ. Trứng sinh đôi đó. Thấy hai chồng đỏ mà cái kiểu này. Một chùm đỏ, hai chùm đỏ. Rồi ngồi ăn nè. Ngồi ăn giỏi à. Cái mắt rứt mồi vậy. Nó chảy lòng vòng vô cổ. Ơi, quá trời đã. Trứng á, trứng thì vịt nhà đẻ mà, cải á thì nhà trồng, mì á thì lại tiệm mua, ba món ngợp lại một cái là thành cái nồi mì vậy các bạn. Mà không nhận, đợt này mình trồng hành được nó tốt dễ sợ à. Ừ. Bữa nào bữa nấy nhìn thấy cha cha, con cắt sinh đôi. Có tại nhà có nuôi thêm mấy con chó, đó, cái nó ra nó quần ba cái cải mình ha. Bấy nhảy. Nó lăn rộn chồng, nó giỡn hết chồng. Nó vui lắm mà em không có vui nè. Thấy ra buồn không các bạn? Buồn cái mấy bó cơm không? Lít cải của mình. Nó trời đẹp hết. Dữ gì sao? Ăn đi. Chấm mắm không? Chấm mắm ớt không? Đây. Nè, cha cho con tôm nướng nè. Ăn con tôm nướng nè. Okay. Con này con gì? Ớt. Chứ không phải con tôm nướng, cha thấy giống con tôm nướng nè. Không. Giống đùi ớt. Mình hết thấy thèm ớt rồi. Nào là mấy ba ông bà cô chú à. Ông bà cô chú nhớ đăng ký kênh cho con nha. Nó tử tế à. Cái cơ vô con nè con chú. Rồi, xin chào tạm biệt bạn.